Mến chào cô chú, anh chị quý đầu tư. Chào mừng cô chú anh chị đến với kênh YouTube Quỳnh Thọ Bất Động Sản, nơi chia sẻ video bán nhà đất thực tế cùng với những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu cô chú anh chị quý đầu tư có nhà hoặc đất cần bán thì hãy liên hệ vào số điện thoại hoặc là Zalo 0828367167. Trước khi xem video, cô chú anh chị quý đầu tư đừng quên bấm nút like và đăng ký miễn phí nha, để cập nhật những video bán nhà đất mới nhất nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với video ngày hôm nay Video mã số là 924 nha của chúng chị Đây là một cái lô đất thổ nha của chúng chị à, Đất thổ à, 125,6 m2 đất thổ cư nha của chị Thì nền cao ráo hẳn hồi rồi nha Xung quanh thì dân cư cực kỳ đông đúc luôn nha cô chú chị à, Nhà dân rất là đông đúc luôn Đường xe hơi, du lịch 16 chỗ, xe tải là có thể vào đất được nha Xe tải nhẹ nha của chúng chị thì cách đường lộ đan bên ngoài cũng cực kỳ gần thôi nha nó tầm khoảng 38 40 mét thôi nha cô chú chị ở dân cư thì đông đúc hiện hữu nha đường này thì xe hơi du lịch 16 chỗ nha xe tải mà nhẹ đồ đó là có thể vào được nha cô chú chị nó cặp với cái lô góc nha gần lô góc nha thì để một tí nữa em sẽ bay la cam lên cho cô chú chị xem vị trí mật độ dân cư nè, cho cô chú chị xem sổ và em sẽ kiểm tra quy hoạch thừa đất này luôn nha cô chú chị. Ngay cái hàng rào này nha. Đó, ngang qua có trụ mốc giáp ranh luôn nha cô chú chị. Ngang qua là được 5 m nha, chạy thẳng dài vô là được uh, chạy thẳng dài vô là 25 m, bên đây có trụ mốc giáp ranh nha cô chú chị. Đó, ngang 5 m chạy thẳng dài vô là 25 m, hậu vẫn là 5 m nha sổ sách sẵn sàng rồi nha cô chú anh chị, sổ hồng riêng nha, của chú anh chị xem đất ok, hợp nhãn mình có thể ký trong công chứng trong ngày trong tuần đều được nha của chú anh chị. Đó. À, cái bên nè có à, à, cặp bên à, à, cặp ranh ha, à, cái nhà chủ đất này thì à, có xe tải luôn nè của chú anh chị, Đó, có nghĩa là cái lối đi này à, đường xe tải vào à, là vi vu nha, con đường này là con đường thông nha của chú anh chị, dân cư rất là đông đúc luôn. À, cách lô đất này tọa lạc tại ấp 5 xã Vĩnh Công nha quý chị, huyện Châu Thành tỉnh Long An nha nó giáp ranh à, với thành phố Tân An nha quý chị. thì à, cái sản phẩm này nó cách đường lộ DT 827 bảy là 827 A nha là khoảng 2,8 km đây là khoảng cách đi đúng đường nha cô chú anh chị còn khoảng cách đường chim bay nếu mà ra đường 827A thì khoảng 1,8 km thôi nha còn cái này là khoảng cách đi đúng đường là 2,8 km gần 3 km nha nền cao ráo bằng mặt lộ rồi nha cô chú chị đất thổ cư cho nên cô chú chị về xây các nhà liền luôn là ok nha sản phẩm này dành cho cô chú chị nào mình mua một cái lô đất có thổ cư nền sẵn cao ráo về xây nhà vườn để ở hoặc là nhà cấp 4 rồi đó thì tùy cô chú anh chị nha chỉ có 5 x 25 thôi cái thước là 55 120,6 mét vuông đất thổ nha đây là em bay lai cam lên nha cô chú anh chị để cho cô chú anh chị xem được cái vị trí và mật độ dân cư nha à, kế bên là nhà dân cực kỳ đông đúc đúc luôn từ Lậu đanh vào là 1 2 3 nhà này, 4 nhà ha 5 nhà luôn ở đây là cái kích thước thừa đất nha lô đất này nó cặp bên cái lô đám bắp bắp nha cô chú chị đó, ngang 5 x 25 nha Đó, Chạy thẳng dài vô à, là 25m Hậu là vẫn là 5m nha ừ. Dân cư cực kỳ đông bức luôn nha của chúng chị Thì cách trường học á Thì cái trường học thì có trường học à, trung học cơ sở à, Vĩnh Công Thì đó là, trường cấp 2 nha Nó tầm khoảng à, 2 2,8 km nha của chúng chị Còn mà cách à, trường cấp 1 tầm khoảng 4,5 km nha Chợ thì có chợ Vĩnh Công nha của chúng chị chợ Vĩnh Công thì tầm khoảng 4,5 km, chợ Hòa Phú tầm khoảng 3 km nha. Khoảng cách chính xác đi đúng đường nha cô như vậy Cái vòng xây đường vành đai lộ D ngay chỗ vị trí lộ DT 827A nha, đường vành đai thành phố Tân An á là tầm khoảng 4,8 km nha, giáp ranh ngay chỗ vị trí thành phố Tân An luôn. Ở à, dòng xây vườn 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An ngay chỗ vị trí nghĩa trang. Á, là khoảng 14 km nha Đó, à, còn có một cái chợ nữa là cái chợ kỳ son đường nguyễn thông chạy về ha nó nó khoảng bốn tầm khoảng bốn năm km nha cô chú chị À, ở mé ngoài là đường lộ đan nói chung là nó thông rất là nhiều hướng luôn à, cái đường tám tám hai bảy a ha nó thông qua có một đường nữa là bên kia như là đường tám hai bảy b nối liền giữa đường nguyễn thông à, về cái bệnh viện đa khoa long an nha cô chú chị nếu mà cách à, bệnh viện đa khoa long an tầm khoảng chín năm km nha à, em báo khoảng cách đều là khoảng cách chính xác hết nha cô chú chị à ở Bến Lức về thì cô chú ở Bến Lức về thì tầm khoảng 24 km nha cô chú chị Đức Hòa về tầm khoảng 48 km đi theo lộ dt824 về chợ Bến Lức cầu Bến Lức nha cô chú chị thì cách chợ Bến Lức em xin nhắc lại ha chợ Bến Lức tầm khoảng 24 km nha cô chú chị ở khu vực Nguyễn Văn Linh về thì tầm khoảng 48 km nha cái sản phẩm này thì có hướng phong thủy là hướng Đông Bắc nha cô chú chị thuộc xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An nha. À, sổ sách sẵn sàng rồi nha cô chú anh chị, cô chú anh chị xem video cảm thấy hợp nhãn, cảm thấy ok thì mình nên đi xem thực tế nha. À, thì em sẽ không để cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư đã lâu và giá bán chính chủ của sản phẩm này chủ kêu giá là 600 triệu nha giá còn thương lượng nha cô chú anh chị nếu mà xem video cảm thấy hợp nhãn thì mình nên xem đất thực tế còn giá cả thì mình có thể thương lượng trực tiếp với anh chủ đất nha cô chú chị à, giá là 600 triệu nha à, có hướng phong thủy là hướng đông bắc nha nền sẵn cao ráo rồi à, cô chú chị chỉ cần việc mình xây cắt cái nhà cấp 4 tầm gọn gọn à, hoặc xây cái nhà vườn hay gì đó tùy theo cô chú chị nha à, à thổ sẵn nền sẵn rồi ha. dân cư đông đúc hiện hữu, điện nước thì đầy đủ, chợ thì cũng rất là gần luôn ha. Chợ Hòa Phú nè, à, 3 km cho quý anh chị. À. À, chợ Vĩnh Công là 4,5 km. Trường học thì à, trường cấp 1 à, thì thì 4,5 km, trường cấp 2 tầm khoảng 2,8 gần 3 km ha. À, Tân An về thì rất gần luôn. Thành phố Tân An thì em nói rồi, vòng xây ngay chỗ vị trí à, vòng xây vành đai ha, thành phố Tân An. Ngay chỗ vị trí DT827A cũng rất là gần, chỉ có 4,8 gần 5 km thôi. Đó, cho nên cô chú anh chị ở khu vực thành phố Tân An về mua sở hữu sản phẩm này thì quá vip luôn. Đó. Đây là cái kích thước thửa đất em vẽ à, từ phía sau thửa đất nó lên ha, nó cặp ranh nhà dân rất là đông đúc luôn, phía sau lại có một cái lô đám dừa nha cô chú chị, cặp bên à, cặp ranh cái lô đám bắp ha. À, cặp bên đắp bắp thì có hàng rào rồi à, các trụ móc giáp ranh đều đã có hết rồi đó à, khu vực này thì đa phần người dân canh tác là trồng thanh long là nhiều nha quý vị à, sản phẩm này thì tất thổ mà à, đứng tên cực kỳ dễ dàng luôn à thời hạn sử dụng thì gọi nó khỏi nói ha đất thổ thì thời hạn sử dụng là lâu dài không có thời hạn ha chỉ có những các loại đất khác như là đất lúa đất chiên trồng lúa nước đất vườn đất cây lâu năm cây hàng năm đất rừng sản xuất ha thì nó sẽ có thời hạn sử dụng vấn đề hết thời hạn sử dụng thì cũng cực kỳ đơn giản thôi những cái lô mục đích khác thì nó hết hạn thì mình cứ đến cơ quan nhà nước mình gia hạn thôi ha một hai ngày thì sẽ có đóng đóng dấu gia hạn nha cô chú chị đó cũng giống như căn cước công dân hay giấy phép hay lái xe tất cả các thứ đều có thời hạn hết thì hết thời hạn thì mình đổi thôi đâu có gì đâu nhiều cô chú anh chị nói ừ hết thời hạn là nhà nước thu hồi đất luôn ừ không có vấn đề đó đâu nha cô chú anh chị đây là cái sổ thừa đất nha thuộc ấp năm xã Vĩnh công nha một trăm hai mươi sáu mét vuông ha đất ở tại nông thôn nha còn cái đây là cái bản vẽ thừa đất này cô chú anh chị đường đá nha cô chú anh chị ngang là 5 m chạy thẳng dài vô là 25 mươi ha hai cạnh đều là đồng thanh đồng thủ nha cô chú anh chị phía sau là 5m luôn. thì tùy theo cái túi tiền của chúng chị sẽ có những cái sản phẩm bất động sản phù hợp nha dành cho cô chú chị nào yêu thích mua đất nền có thổ sẵn về các nhà liền chọn nghe sản phẩm này là ok nha. đây làm kiểm tra quy hoạch thửa đất nha cho cô chú chị xem số tờ số thửa luôn diện tích trên bản đồ luôn nha. Đó này là à, của quy hoạch của huyện Châu Thành năm 2030 luôn nha quý chị nguyên khu này á, thì đối với cái lô ngoài là đất à, lúa nha còn cái à, sản phẩm này là cặp bên đám bắp á. đám bắp là quy hoạch đất lúa à, còn cái thửa này à, này là xem kích thước nha kế bên là có cái nhà dân ha à, cái nhà kế bên mà có xe tải đó cách một lô nữa nha quý chị có nghĩa là này dòm vô trên bắt đầu là có ba lô à, lô một là cặp bên đám bắp lô 2 là bỏ trống nha và cái lô thứ ba là cái lô cái nhà có xe tải đó phía trước có đường luôn đó, ra lầu đan bên ngoài là tầm khoảng 38 40 mét thôi nha quý anh chị đó, đây là cái hướng phong thủy là hướng đông bắc nha rồi à, em cảm ơn cô chú chị quý nhà tư đã dành thời gian theo dõi video nếu thấy video này hữu ích đừng quên bấm nút like cũng như đăng ký miễn phí nha em cảm ơn cô chú chị quý nhà tư rất là nhiều